giấy phải nói là bạc ngàn luôn, một lạc từ đây như xứ sở thần chú. Khi mà mình cắt đi những cái hoa cũ này, hoa mới nó ra nó sẽ xum xuê hơn cái cũ không chú? Xum xuê hơn nữa ha. Dạ. Có nhìn kỹ nha, có cô, có em, có chị nữa mà mình kêu cô không. Tuyệt vời. Làm xong một cây về khoảng bao lâu mới xong một cây cô? 15 phút hả? Quá giỏi luôn chứ sao. Bởi vậy thật là chất phát lắm. Nam Long Xuyên mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân thương của kênh Nam Long Xuyên. Lời nói đầu video thì cho Nam gửi lời chúc sức khỏe cô chú anh chị và các bạn dồi dào, may mắn thành công. Hiện tại Nam ở trong một cái vườn hoa giấy phải nói là bạc ngàn luôn. Mình lạc vô đây như xứ sở thần tiên vậy đó. Và ở video này Nam sẽ tiếp tục cập nhật làng hoa giấy lớn nhất ở Đồng Tháp, đó là làng hoa giấy Tân Dương, để gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn tham khảo ở dịp cận kề Xuân Giáp Thìn năm 2024. Bà con thương lái năm nay thì thấy là tình hình nó có khả quan hơn năm rồi hay không thì cùng với Nam sẽ đi khám phá ở video này nha cả nhà. Đây cả nhà có thể thấy là cái vườn hoa nè, rất là mênh mông, rất là đẹp không? Mình lạc vô đây một cái là không biết lối về luôn á, nó đẹp á. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi khám phá nào. Bây giờ thì mình sẽ vào cái khu vườn phải nói là hoa giấy rất là lớn này nha, để tham quan. Và đặc biệt thì chị đang có khách hàng kìa, đang mua hoa. Ồ, năm nay em thấy có cái hoa này mới hả chị? Cái màu vàng mà cái bông màu tím đẹp dữ vậy ta. Không phải là mình đi là mình chưa có thấy cái hoa này nha. Cái màu rất là tươi. Cái bông màu tím nè, rất là đẹp luôn nè. Nhìn nó tươi ha. Quá đẹp luôn người ta ơi. Cái loại này mới nha, cái loại này nếu mà mình chia sẻ lên là có nhiều bà con thấy là sẽ thích lắm đó. Nè, cô chú anh chị nhìn thấy kỹ nha. Rất là tươi luôn cả nhà ơi. Cái lá thì nó như là màu ngã vàng qua mà muốn xanh đột chuối á. Còn cái hoa thì nó màu tím thì không có đậm hung và nhìn nó rất là hài hòa giữa hoa và lá, rất là đẹp. Tuyệt vời. Đó, bên đây nè. Còn những cái vườn này nó vốn quá lớn luôn. Đây nè cả nhà. Nhìn mê ly ha. Ở đây thì đủ chủng loại luôn á, vừa ngũ sắc nè, rồi vừa xanh cẩm thạch, lá thì cẩm thạch nhưng mà hoa thì hai màu, trắng tuyết và tím pháp. Đi quay qua giấy hổm rày được cô chú anh chị ở trong vườn chia sẻ riết rồi nhìn qua biết qua luôn á, rất là đẹp luôn. Ở đây thì có khá là nhiều những loại hoa giấy. Mình nhìn không thể nào mà biết tên và phân biệt được chủng loại luôn á cả nhà. Tại vì quá nhiều rồi.
quá đẹp luôn rồi. Đây, đi qua bên cung đường bên đây thì nó đã qua một cái chỗ khác, và nó là một cái hoa giấy tên khác nữa, rất là nhiều loại luôn á. Cái màu này mình không biết nó là cái tên gì, nhưng mà mình thấy cái màu nó hồng phấn, nó đẹp lắm luôn á. Khu vườn này đẹp quá đẹp luôn này. Mình thích nhất là cái hoa mà tím Pháp này nè. Tím Pháp này nó đẹp gì đâu, đẹp vô cùng luôn á, cái màu nó. Bên đó là chị chủ nha. Chị chủ đang bán hoa cho lái lại lấy nè. Lái ở đây người ta lấy số lượng rất là nhiều luôn á. Số lượng phải nói là số lượng khủng không đó cả nhà, lái lớn á. Rồi bây giờ có lẽ là mình sẽ tiếp tục đi dài vô bên trong nha cả nhà nha. Cả nhà cùng với Nam đi khám phá làng hoa giấy Tân Dương nha. Ở đây mình thấy có một cái vườn hoa giấy phải nói là khá là đặc biệt. Mình không biết được cái tên của cái loại hoa giấy này là hoa gì, nhưng mà mình nhìn nó ở xa xa, nó rất là cao và nó dài ra như những cái đuôi phụng vậy đó cô chú anh chị. Rất là lạ, nhưng mà mình không biết đây là tên gì nữa. Nguyên một vườn luôn, dài ra phía sau luôn nè. Đó, nhiều lắm luôn nè. Cái này cũng tầm mấy công đất á, trồng kìa, tốt tốt phía sau luôn kìa. Đẹp quá chừng luôn. Đẹp luôn ha. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây, mình đi dài ra đằng sau mình ghi hình. Mình nhìn trong cái màn hình á thì nhiều khi nó không có đẹp bằng ở ngoài đâu. Cái ánh mắt mình nhìn ra ngoài trực tiếp thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha. Cô chú anh chị ơi, phải nói là đẹp tới nao lòng luôn á. Mình sẽ đi dài dài luôn nha. Ở trên màn hình thì chắc chắn là sẽ không có không có đẹp bằng ở bên ngoài, mà mình tận mắt mình nhìn ở bên ngoài cô chú anh chị ơi, nó đẹp á. Bên này thì bên này là tím Pháp, mình nhìn mình biết rồi, mình đi quay riết mình nhìn mình biết luôn. Đúng rồi, cái thằng tím Pháp là nó có găng ở ngoài á. Quá đẹp luôn, nhưng mà ngoài sao hết đường đi, mình phải đi ra rồi. Ồ, sao mình cắt đi những cái cành hoa hả chú? Cái này nó hơi cũ rồi, cắt cho nó ra tốt, nó ra cái mới nó sáng. Dạ, cắt cho nó ra đều hơn chứ đẹp hơn ha. Cái này là hoa giấy ngũ sắc luôn hả chú? Dạ, quá đẹp luôn. Chú, khi mà mình cắt đi những cái hoa cũ này, hoa mới nó ra nó sẽ xum xuê hơn cái cũ không chú? Nó xum xuê hơn. Xum xuê hơn nữa ha. Cũ nó cũng la, nó cũng bông dài. Dạ. Dạ, bông mới sáng. Đẹp quá luôn ha, hoa giấy ngũ sắc. Năm nay mình trồng số lượng này nhiều không hả chú? Cái này là của ông chủ, tôi mượn mướn. Dạ. Trồng nhiều nguyên khu này nè. Nguyên khu này luôn hả? Thay dạy ra ngoài. Dạ. Để chút xíu con vào trong con quay ông chủ coi. Đây là hoa giấy ngũ sắc nha. Quá chừng đẹp luôn. Vậy là cắt hết ba cái bông luôn hả chú?
nhấp ở trên ba bông nha. Dạ. Phải nói là cái hình ảnh của những người mà nông dân đứng tỉa bông như thế này nó nét đẹp lao động quá đẹp. Đây, đây là những cái hoa mà mình phải tỉa xuống như vậy nè cô chú anh chị. Ủa, để cho thấy thì nó những cái đợt bông ha, mới nó ra nó sẽ sum sê hơn. Nó cũ cái nó hơi tối. Dạ. Cái mới nó sáng chừng. Mới thì nó đẹp hơn ha. Thôi bây giờ mình đi dài vào khu vực phía trong kìa, thấy một cái vườn phía xa cũng rất là đẹp nè. Con cảm ơn chú nha. Bây giờ hai anh em mình sẽ đi dài dài vô bên trong coi bông ở trong quá chừng đẹp luôn kìa. Đi anh Tùng ơi. Đây rất là nhiều bông. Ủa cái này cũng màu tím nhưng mà sao cái bông nó có ba chia nó ngộ quá ta. Không biết cái tên nó là tên gì ha. Nè, rất là lạ luôn nha. Cái hoa trái này nó lạ, cái bông nó hình tam giác à. Thì có mấy một cái mái che luôn. Chào anh nha. Mình đang này mới ăn cơm xong nè, còn ngậm cái tâm xỉa răng kìa. Dạ, đang chuẩn bị xúc cho Tết phải không? Ôi vô cây này nó đẹp anh Tùng ơi. Đó, đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. Ê cái màu này là sáng giờ tụi mình chưa thấy cái màu này nè. Màu trắng mà cái gân gân đỏ. Gân đỏ nó lai ha. Ờ cái này chắc nó lai quá. Nhìn đẹp quá, đẹp lắm. Nè, những cái bông đủ tuổi nè. Quá đẹp luôn. Phải nói là bây giờ hai đứa mình không có biết bao nhiêu bông mà nói luôn á. Nhưng cái vườn này tầm cả chục con đất á, quá lớn luôn. Ủa, cái này có nuôi cá hay gì sao? Kìa, cá nó quẩn kìa. Đây, câu đi. Cái này chắc bị người ta nhốt đây luôn á. Không biết cá gì mà nó quẩn lớn lắm luôn á. Thôi bây giờ mình hai anh em mình tiếp tục nha. Mà mấy ngày mà cận xuân á, hoa khi mà nó rộ rồi á ha, thì mình đi cái cung đường này như là mình lạc vô là cung đường của mùa xuân. Hoa hai bên rất là nhiều. Cái thời điểm này thì hoa nó chưa có trổ nhiều đâu, nó chưa có rộ á. Ồ, cái vườn này đẹp quá đẹp luôn kìa. Đó, vô đây là cái gì là rộ nè, nó bắt đầu rộ nè. Đây đây nè, cái vườn ở phía trước này hai anh em mình tới nó mới rộ thật sự luôn nè. Ở đây thì là mình thấy là hút mắt rồi đó nha. Quá đẹp rồi. Quá đẹp luôn rồi. Phải ngừng xe lại thôi. Quá đẹp cô chú anh chị ơi. Đây cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ chào mừng cả nhà đã tới với Hoa Kiển Như Ý nha. Đây là cái bảng để có số điện thoại trên này, cả nhà có thể liên hệ số điện thoại này để tham khảo. Phải nói là cái vườn hoa này hết sức là đặc biệt. Những cái hoa nó bắt đầu nó rộ hết trơn rồi nè. Cái này mà mình trưng vào cái dịp mà lễ Giáng sinh nè là quá vừa luôn á. Đi ngang là không thể nào mà không ngừng xe lại luôn. Tuyệt vời. Là nhớ ngày Tết liền luôn hả nào. Quá đẹp rồi. Hết sức là tuyệt vời. Nè cả nhà thấy đẹp vô cùng không? Để Năm quay gần lại cho cả nhà xem nha. Đó, cái màu đỏ rực luôn, màu vàng nữa nè. Ngũ sắc nha, cái này là ngũ sắc.
khi mà mình nhìn nè, đó cao tùng vlog đứng đẳng kìa cô chú anh chị thấy không, hai bên hoa y như là một cái cung đường hoa mùa xuân vậy đó, quá đẹp luôn nè. Năm đi ở chính giữa, năm đi tới nè, cái này mà mình đi mà mình chụp hình một cái là hết sảy luôn á. Nghe tiếng xe ngoài sau rồi phải xích vô mới được. Đẹp lắm cả nhà ơi. Mày phải không? Bây giờ mình sẽ đi dài vô bên trong nè. Trong này mình thấy rất là đẹp luôn nè. Hồi có tím pháp nè cô chú anh chị. Đẹp mê ly luôn á. Đẹp quá cả nhà ơi. Hầu như là mình thấy là năm nay là cái loại mà hoa giấy ngũ sắc á là nó đa dạng hơn á. Tại vì mình thấy cái làng hoa Tân Dương này thì chiếm khoảng 70% là hoa giấy ngũ sắc rồi. Hình như là năm nay là bà con mình rất là chuộng cái hoa giấy ngũ sắc này nha. Vô cùng đẹp luôn. Nhưng mà đặc biệt chuộng hoa giấy ngũ sắc là phải rồi, tại hoa giấy ngũ sắc quá đẹp rồi. Mới thời điểm này thôi mà hoa nó đã rộ rồi. Mình đi lạc vô trong cái khu vườn này một cái là như lạc vào xứ sở thần tiên vậy đó. Và đặc biệt là những cây hoa giấy này là người ta để cho nó thiên nhiên luôn. Người ta không có uống, người ta không có uống hình dạng gì hết. Cho nên khi mà nó ra bông á, mình nhìn thấy cái vẻ nó rất là tự nhiên. Và nó tua tủa, nó đẹp, nó tràn đầy cái sức sống vậy đó. Đẹp luôn á. Coi cái màu nó tươi mà nó sum xuê cái cây bông, mình nhìn mình thích mắt lắm luôn. Quá đẹp cho một khu vườn. Cái này ha, mà khi mà những bạn nữ, những bạn nam mà trẻ trung thích đi chụp ảnh thì đây là phải nói là những cái khu vực mà phải nói là lý tưởng cho các bạn nha. Nếu có đi làng hoa Sa Đéc ở Đồng Tháp thì hãy về làng hoa giấy Tân Dương để chụp những bôi hình đẹp nhất cho mình nha. Đây cả nhà ơi, cây này gần kế bên nè, mình nhìn là mình sẽ thấy được
cái vẻ đẹp của hoa giấy ngũ sắc nha. Để mình đếm ở đây cái cây này nó tổng cộng được 7 màu nha. Màu đỏ dừa dừa là 1, màu đỏ đậm là 2, màu vàng là 3, màu hồng nhạt là 4 nè. Và cái màu trắng là 5. 5 màu. Rất là đẹp. Đẹp thì đẹp nhưng mà mình cũng phải chia tay khu vườn này để đi dài dài cập nhật tiếp theo những khu vườn khác nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình nha cả nhà. Đây, lại một lần nữa mình trở lại cái khu vườn hoa giấy này. Như một cung đường hoa giấy luôn nè. Ở đây mình bắt gặp những cô gái làm vườn đang tỉa những cái hoa giấy để cho nó kịp rộ Tết, là mình sẽ đi vô trong này mình cập nhật nha. Hello, mấy người đẹp luôn. Quá đẹp rồi. Ôi sao con thấy đẹp quá mà tỉa ổn hả cô? À, có nghĩa là mình tỉa những cái hoa này để cho nó mọc những hoa mới ha. Dạ, bán Tết. Dạ. À, những cái cây này là sau khi đã được tỉa rồi nè cô chú anh chị. Thì con thấy ổn. Tại vì con nhìn thấy đẹp quá mà mình tỉa cái nó ổn ha. Tỉa rồi thì nó sẽ tròn như thế này. Đợt bông sau nó sẽ xum xuê hơn, nó sẽ đẹp hơn. Ra sao lại ra đẹp hơn. À, ra, vậy là ra chứ sao đẹp hơn nữa hả cô? Hình như cái cây này là con thấy nó thuần là bông trắng không hả cô hả? Màu. Nó màu nữa ha. Màu hồng. Dạ. Giờ nãy giờ mình không có nhìn kỹ nha, có cô, có em, có chị nữa mà mình kêu cô không? Kêu cô không, hồi là em gái bên này nói trời ơi em đi xíu anh ơi. Được nha. Bên này chắc em gái quá, phải không? Phải không em gái? Nghe cái giọng ngọt ngay đây nè. Gái xa đét luôn hả vậy? Ồ, vậy là gái xa đét là đẹp lắm nha. Nhưng mà đặc biệt là chưa có thấy được cái khuôn mặt xinh đẹp của em gái nha. 18 thiệt không? 18 hay là 17? 18 là đủ tuổi phải không? Đủ tuổi có người yêu chưa? Chưa có người yêu luôn hả? Rồi anh này cũng chưa có người yêu nè, anh bằng mai luôn cho. chịu không vậy dẫn về An Giang luôn. Xa gì hả? An Giang cũng gần mà, đây bển cũng mấy chục cây số tới rồi. Chịu không? Chịu có chồng An Giang không? Anh bằng mai luôn. Lắc đầu hả? Sao có không? Hay là muốn có chồng nước ngoài? Thôi anh ơi, ở đây cho khỏe, nước ngoài chứ cho xa. Vậy là thích trai miền Tây phải không? Dạ. Thích có chồng tỉnh nào là anh bằng mai luôn nè. Gần đây được rồi. Gần đây được rồi. Cái này là mình làm gia đình luôn hả em gái? Dạ, làm gia đình luôn. Cái này. À, của gia đình mình luôn ha. Dạ. Năm nay mình trồng số lượng nhiều không ấy cô? Nhiều, trồng nhiều. Dạ, nhiều hơn năm gọi không? Nhiều hơn rồi. Rồi vì giá cả của năm nay làm sao, được không? Năm nay rẻ hơn quá. Rẻ hơn hả? Rẻ hơn. Dạ, rẻ chắc do hơn. Tình hình kinh tế năm nay ai cũng vậy hả cô? Ai cũng vậy. Dạ. Sao kỳ hả cô? Dạ. Số lượng nhiều hơn ha. Nhưng mà đây tới Tết thì cũng còn mấy tháng nữa mà. Dạ, mong là tình hình đây tới Tết thì giá cả năng lên ha. Dạ, không biết sao đây. Nguyên cái vườn này lớn lắm hả cô? Con thấy chắc mấy công đất quá. 6 công. Dạ, 6 công đất. Đó, quay lên cảnh bông đẹp không à? Dạ. Mình cắt hết luôn không cô hay là chừa lại ăn mớ? Cái nào gần càng thì cắt thôi. Để dạ. Cho có bông chiền nó ngắn hoài. Có nghĩa là những cái nào bùm búp ha, mình cũng chừa lại ha. Chừa lại. Dạ. Những bông nó cà. Làm tốt thì nó nổi, để mình bán được rồi. Vậy là quyết định có chồng nước ngoài hay là có chồng gần đây? Lấy chồng miền Tây. Miền Tây phải không?
Nhưng mà muốn 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 bằng mai phải thấy được khuôn mặt chứ. Đây dở khẩu trang coi. Không chịu luôn hả? Chọc em gái hoài. Đó, thấy bà con thấy gái miền Tây sao? Chịu thương chịu khó phải không? Quá giỏi luôn chứ sao? Bởi vậy thật hà chất phát lắm. Quá giỏi luôn rồi. Cái đó là mình ghim nữa hay sao em gái? Dạ lấy cho nó để tạo khuôn. Nó bóng thêm miếng nhọn. Có nghĩa là những cái cây đó nó chĩa lên phải không? Mình cột lại bóp lại cho nó nằm rộng lại. Giống như hình cái hình nón lá nó đẹp hơn ha. Cho nó gọn lại. Dạ. Quá giỏi luôn rồi. Nói chung là anh chàng nào mà có cưới được cái em gái này là kiểu như là tuyệt vời rồi đó. Sắp xếp đăng ký nha, chứ để không hỏi là trễ đó, không kịp đó nha. Ba người mà mình làm như mình làm xong một cây như vậy thì khoảng bao lâu mới xong một cây cô? 15 phút. 15 phút hả? 15 phút, 20 phút cho lại. À, cũng khá là nhanh ha. Tùy theo cây nhiều ít á. Dạ. Nhiều thì làm hơi lâu. Còn nó ít thì làm hơi chút. Năm nay sao mà con thấy đi từ ngoài dài vô trong này là bà con mà nhà vườn đó là năm nay là ai cũng nói giá hoa năm nay nó thấp hết trơn á. Năm nay thấp hơn mỗi năm. Dạ. Mà bán cũng không bằng như năm ngoái nữa. Năm ngoái chạy lắm. Năm nay bán thật sự hoài. Năm ngoái rồi hả? Cái này giá cũng hết vườn rồi đó. Dạ. Năm nay còn nhiều quá. Ồ, vậy là năm nay hoa kiển mình cũng chậm hả cô ha? Chậm hơn mỗi năm lắm. Năm kia thì đó còn đắt nữa, năm kia đó tới tháng 10 là hết đông rồi. Cái năm ngoái nó ế mà cũng thôi để đỡ, năm nay nó ế thì thôi. Giờ này trời cũng đứng bóng rồi mà ba người làm giữa trời nắng luôn. Gái luôn. Bữa nay là mấy anh trai mà có lên xem clip của Cao Tùng Vlog à. Thương em gái này dữ rồi nha. Bắt đầu là ship hàng từ ở trong phía trong vườn ra tới ngoài luôn đó em. Nhớ lựa kỹ nha. Nhiều anh đăng ký lắm đó nha. Quá giỏi luôn. Rồi con cảm ơn gia đình nha. Em tiền ha. Đó, bạn nào mà có đăng ký thì bây giờ thì Nam sẽ đi dài vô bên trong nha. Để cập nhật ở đây. Phải nói là cái vườn hoa ở đây là cô nó trồng dài ra ngoài sau luôn, rất là nhiều bông. Thì mình sẽ đi dài ra ngoài sau để xem có những cái loại bông gì nhiều hay không. Những cái này thì chắc sắp tới là nhà vườn người ta sẽ tỉa lại để cho nó ra cái luống bông mới là vừa Tết luôn đó cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Còn ở bên này thì những cái cây mà tàn dù người ta đã tỉa xong hết rồi nè. Bây giờ thì nó bắt đầu nó ra những cái chồi mới nè. Rất là nhiều nha. Và không phải chỉ riêng cái tàn dù không mà điều đặc biệt là gốc nào cũng đẹp hết. Rất là nhiều gốc. Hầu như là những cái cây mà bông giấy tàn dù này từ hồi sớm tới bây giờ Nam để ý ha. Là không có một cái gốc nào mà nó giống với gốc nào. Coi như là cây nào là độc quyền cây nấy đó cô chú anh chị. Không có một cái gốc nào mà nó giống với một cái gốc nào hết. Rất là đẹp. Trời này thì rất là nắng gắt. Năm nay thì hầu như là hoa giấy mà hoa giấy ngũ sắc thì người ta chuộng hơn nhiều. Từ đầu tới giờ mình thấy ngũ sắc là chiếm gần 70% rồi đó.
có cái loại này là Nam biết nè, được được một anh chủ vườn chia sẻ là đây là cái giống của mã lai nè cô chú anh chị. Cái lá thì nó như cẩm thạch vậy đó, nhưng mà đây là loại mã lai giống mới nha. Cái lá thì nó như lá cẩm thạch, nhưng mà hoa thì nó có ba chia và nó nhọn lên. Thì cái màu trắng này cũng vậy, cũng giống của mã lai luôn. Mình được một anh chủ vườn chia sẻ, mình đi quay hổm rài, đi quay qua giấy rồi cái riết mình nhìn mình cũng phân biệt được một số loại qua giấy. Mà nó rất là nhiều chủng loài luôn á, mình không có phân biệt hết được nổi luôn. Nè, bên đây là những cái tàn dù, hoa giấy tàn dù người ta đã làm xong rồi nè. Cả nhà thấy ở trên quay xuống nè. Rất là đẹp ha, dài ra ngoài sau là hình như là tới mấy công đất lận đó. Và những cái tàn dù ở phía sau này nè thì người ta đang dưỡng. Ở đây hình như là người ta chưa có tỉa lại nè. Từ từ nó xum xuê rồi bắt đầu là người ta sẽ tỉa lại một lần nữa để cho nó ra bông đẹp hơn đợt hoa cũ. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình nha. Đi dài vô bên trong hơn nữa để cập nhật cho những nhà vườn khác nữa cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị theo Nam nha, chúng ta cùng đi nữa. Và mình thấy dài ở đây hồi nãy mình chưa có quay chia sẻ nè, bây giờ mình tiếp tục mình quay nha. Ở ngoài này là những cái tàn dù khá là đẹp luôn. Ở đây là những cái tàn dù người ta đã tỉa xong rồi nè, người ta đã bo hình đâu đó hoàn chỉnh rồi, và những cái luống bông mới nó đang lên, nó lên búp nè. Đó, rất là đẹp luôn ha cả nhà, vô cùng đẹp không. Cái này thì ở video trước Nam Long Xuyên đã từng đi tới đây một lần rồi, nhưng mà lần này thì mình lại đi ngang và mình lại tiếp tục đi vào đây để mình quay ghi hình nữa, tại vì nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Ở chỗ này là phải nói là một cái khu vực phải nói là đặc biệt nhất luôn á, mà trên đường mình đi mình thấy luôn, cái khu vực này phải nói là đặc biệt nhất ở làng hoa giấy Tân Dương. Tại vì những cái tàn dù ở đây nó xum xuê bông và nó rất là đẹp. Khu vực mà ở dưới mé sông nè cô chú anh chị mình nhìn nè. Đây, Nam quay như thế này là cả nhà sẽ thấy được cái tổng quát của cái khu vườn ở dưới mé sông này nha. Quá chừng tuyệt vời luôn phải không? Đó. Mà đặc biệt Nam để ý những cái loại bông mà ngũ sắc ở đây ha. Lần trước có làm lại là đi giao nguyên một ghe luôn, và cái ghe còn đậu ở dưới nữa kìa. Nè cái ghe này nè, đợt trước Nam chia sẻ nè nha. Đây bây giờ mình sẽ đi vô trong đây thử xem. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Quá đẹp rồi. Từ gì để cảm hết được cái vẻ đẹp của cái hoa giấy hiện tại nha. Quá đặc biệt cái khu này. Khi mà mình quay cận lại vậy, cả nhà có thấy được cái vẻ đẹp của hoa giấy không? Mà đẹp cỡ nào đẹp, em nói thiệt chứ cô chú anh chị, mình xem qua video là không bao giờ đẹp được bằng ở bên ngoài mà mình đứng tận mắt chứng kiến. Cho nên có một lần nào đó đi về Đồng Tháp, cô chú anh chị nhất định phải ghé lại làng hoa giấy Tân Dương để một lần được tận mắt ở bên ngoài, mình chứng kiến được cái vẻ đẹp của hoa giấy ở đây mới được. Phải nói là rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Lung linh màu sắc luôn. Nguyên một cái cung đường này dài là đằng kia là hoa không đó. Hai bên hoa rất là nhiều hoa luôn. Con chào chú. Đẹp quá chú ơi. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Nè ở trên cho Nam quay xuống nè. Trời ơi, mình nhìn cái cảnh này ta nói nghe nó vàng, nó ươm cả một khung cảnh luôn cả nhà ơi, đẹp. Quá đẹp luôn.
Phải nói là cái khu này mình nãy giờ là mình thấy là cái khu này là đặc biệt nhất luôn á. Dưới ánh nắng nó đẹp, cô chú anh chị ơi, quá đẹp rồi. Phải nói là một vẻ đẹp cô chú anh chị mình có thể thấy là nao lòng chiến sĩ luôn ha. Ở phía sau của Nam là những cái cây bông giấy tàn dù, và người ta không có uống theo tàn dù, người ta để cho nó xum xuê tự nhiên á. Cái màu ngũ sắc nó rất là đẹp luôn. Và những cái cây nhỏ này nè. Đó, cả nhà thấy đẹp vô cùng chưa? Rất là đẹp luôn nha. Đây là ở phía sau, ở bên nhà vườn người ta chuyển ra thêm nữa nè. Quá đẹp luôn rồi. Trời ơi, quá đẹp luôn rồi. Trời ơi, còn nguyên một vườn ở phía sau luôn. Con chào cô. Cả nhà ơi, cô chú anh chị nhất định một lần tới với làng hoa sa đéc phải ghé làng hoa giấy Tân Dương một lần để mình thưởng thức cái vẻ đẹp của hoa giấy ở đây mới được. Như là một cung đường của mùa xuân luôn cô chú anh chị ơi. Đây nha, Nam nói cái cây dài ra, Nam quay cho cả nhà xem nè. Đó. Quá tuyệt vời chưa cô chú anh chị ơi. Vô cùng đẹp cái vườn này thiệt. Mê phải không? Mê liền. Quá mê rồi. Thấy không khí của Tết Giáp Thìn chưa? Tới đây là thấy liền phải không? Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Bây giờ thì mấy anh bên chủ vườn là chuẩn bị đây nè, đem vô đi giao anh ơi. Đem ra phía trước để tập trung đi giao. Anh nhìn vô là anh thấy mê rồi đó nha. Quá đẹp rồi. Nói chung là vô vườn hoa giấy rồi sáng giờ là anh quay là rất là nhiều vườn á. Mà đặc biệt là vườn này không có chỗ nào mà chơi được chứ. Quá đẹp. Ngũ sắc mà nó dày bông luôn á. Quá tuyệt vời. Tỉa bông hả chị? Dạ. Này là bên phía nhà vườn đang đi chọn ra những cái cây mà thương lái người ta đã đặt rồi, bắt đầu đem ra chuẩn bị đi giao này. Quá đẹp luôn. Mê đẹp phải không? Lung linh hết trơn này. Mấy cây rồi? 3 cây. Đóng cây nó 7 cây cây đó kìa nè. Là mấy cây này đã được những nhà vườn người ta đặt hết rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ là đem ra để đi giao cho thương lái nha. Những cây này là đã có người đặt hết rồi.
quá chừng. Ôi ôi em trai mạnh dữ ta, một mình ginh một cây luôn kìa. Quá dữ. Bốn rồi phải không? Ở trong đoạn cây nó đủ ở đây em ơi. 2, 4, 5, 7, 3 cây, là 8. Cây giống nữa là 9. Ở trong không? Thịt cây giống á. Mấy cây này là lái đặt hết rồi đó hả anh hai? Ờ, mấy cái này giống á. Dạ. Mấy cây này là được những thương lái người ta vô người ta chọn rồi hết rồi. Có nước sơn xịt là lụm phải không? Hiếu ơi, chọn mấy cây rồi em. Cây này nè. Lạc vô đây phải nói là mình thấy là mình mê luôn cô chú anh chị ơi. Không thể nào mà nói hết được cái vẻ đẹp của hoa giấy ở đây, hoa giấy ngũ sắc. Cái cây nó đã già ha. Như cây này thì lâu ra như ngày trước đó thì nó non ha. Dạ. Cái cây kia nó đang bông rồi, cây nó còn non. Cây này nó hơi xuống bông rồi nè. Mình cho mình làm bông mới lại. Dạ. Em thấy cái vườn này là công nhận người sớm giờ em quay là mấy ngày nay là mấy chục vườn rồi đó. Có cái vườn này là tuyệt vời. Lúc hổm còn giữ nhân bán rồi, mười mấy xe. Dạ. Quá tuyệt vời luôn rồi. Tại vì cái điểm đặc biệt của cái vườn này em thấy á, là bông nó vừa đều dày và mấy cái bông nó xen với nhau rất là đẹp nha. Công nhận cái cách phối bông của cái chủ vườn này là tuyệt vời á. Em ghép nhiều màu đủ màu. Dạ ghép công nhận nhưng mà ghép rất là hay nha. Em thấy là nhiều màu mà nó đều nữa. Dưới thêm cái nó ảnh làm á, biết làm gì ảnh làm cả năm chờ anh mới bán. À có nghĩa là làm nó mới dày, còn mấy người kia nhiều khi á chưa có đặt tàn mà có ảnh, bởi vì có ảnh nó tròn nè. Dạ em thấy là nó đều dữ lắm luôn, nó đều mà nó dày bông chứ không phải là như mấy đó. Cái vườn kia là ít bông hơn nha, lâu á nó mới đặt tàn. Dạ có người chơi, người ta chơi gì nè nó xa xa ra, còn như ảnh chơi nó kia chơi sát thì nó mới đặt tàn, nó mới ở trong đây à, có nghĩa là thời gian thì nó hơi lâu hơn chút xíu ha. Dạ vài ngày hơn rồi. Nhưng mà nó ra hoa thì nói chung là đẹp tuyệt vời luôn á, quá đẹp. Công đáng bỏ vô công nè, nuôi cả năm trời. Rồi tụi em cảm ơn chị rất là nhiều nha chị nha. Dạ. Cảm ơn chị. Này là gia đình mình luôn hả chị? Làm mướn. À. Ở ngoài kia cũng làm đó, mình dẫn mình đi làm thêm. Dạ, làm thêm ha. Ừ. Rồi, giỏi quá giỏi ta. Em trai này cũng giỏi quá giỏi nè. Phải nói là bông đi ra liên tục luôn á. Rồi và có lẽ là video của Nam Long Xuyên cũng sẽ được kết thúc ở đây nha cả nhà. Mến chúc cả nhà có một mùa xuân bình an, sức khỏe dồi dào, may mắn, thành công. Nhớ ủng hộ Nam Long Xuyên bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ video cũng như cho Nam một like để làm động lực cho Nam sẽ đi làm thêm nhiều video hơn nữa gửi tới cả nhà nha. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau của Nam nha. Chúng ta sẽ cùng ngắm lại một lần nữa cái vườn hoa ở đây nha cả nhà. Quá đẹp luôn.